Rồi đây mình đã gàn lên xe rồi anh em đó. Rồi mẹ là đi đó. Ờ đâu cần màu mẹ. Giống cầu quay thượng anh em nha. Cái dốc lên của cầu này á là không thua gì cầu quay thượng luôn anh em. Cầu quay thượng cái dốc lên nó cũng cao như thế này nè. Nhưng cầu Cần Thơ thì khác nha. Cầu Cần Thơ nó xây một cái nhịp nhúng ở giữa nữa để mà nó giảm cái độ dốc khi lên cầu á. Cầu này giống cầu quay thượng ghê. Đoạn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ. Quỳnh ghê vậy. Trên cầu mà. Đối với mình những tất cả mỗi chuyến đi mình trải qua nó đều là những kỷ niệm, đều là những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Những em nào hay buồn phiền hay sẽ chết này kia thì anh em có thể làm trước được, sắp xếp được công việc thì mình nghĩ được từng lời gì đấy, xin nghỉ phép mình đi, mình trải nghiệm để mình thấy được cuộc đời nó tươi đẹp, cuộc đời nó đáng sống như thế nào, để mà những bạn, tất cả những gì mà các bạn trải qua nó sẽ đều là những ký ức của các bạn, nó sẽ đều là những hoài niệm, chứ các bạn sẽ chứ mà những cái hình ảnh mà mình quay cho các bạn á để truyền cảm hứng cho các bạn thôi, chứ nó không thể nào là hình. Khi các bạn xem video của mình, hình những hình ảnh của mình không thể nào là lưu trữ trong ký ức của các bạn lâu được. Nhưng mà khi các bạn tự đi, tự trải nghiệm thì đó đều là những cái mảnh ký ức, đều là những cái kỷ niệm rất là đẹp, những trải nghiệm rất là sâu sắc. Mém nữa là mình đi thẳng rồi đó anh em. Mình đi thẳng rồi là đi quốc lộ luôn, không có đi phà luôn. Mãi mày nói chuyện cho mình quên. Chạy xe đít tao nè. Chạy xe tao là tao trả luôn. Nhiêu vậy chị? Thì mình ghé ở ven đường lúc mà vừa mới qua bên phà cắt lái một tí. Tụi mình đã ăn xong rồi anh em, bây giờ sẽ tiếp tục thẳng tiến đến Long Hải nha anh em. Đến bãi biển Long Hải đi, và mình bắt đầu mình đi tiến ven biển, giống như tiến Gò Gò mình đi đó anh em. Đi ven biển lên Bình Thuận ngày hôm nay. Thì cái đích đến trong ngày hôm nay là Bình Thuận. Mình sẽ ở Bình Thuận mình chơi một đêm rồi mai tiếp tục hành trình. Mình cảm nhận trên những đoạn đường mình đi luôn, nên là cái cách đi của mình á thì nó cũng rất là kiểu như là hơi lão thành đó, nên mình đi nhẹ nhàng lắm. Mình không có đi bạo lực nè, mình không có chạy quá nhiều trong ngày,
mình chỉ đành đèn thức khỏe, ngủ hôm đó hôm đó ngủ đủ giấc cũng khỏe rồi mình đi. Đó là cái lịch trình của mình đi. Còn khi nào mà những cái chuyến mà nó hơi bị bó buộc thời gian á, như là về quê mình có bị gấp mình về quê á, thì mình mới bó buộc thời gian, mình phải thức sớm, mình về sớm và mình đi hơi bạo lực tí xíu. Nếu mà mình đi kiểu mà đèn đèn như này á, thì cái thời điểm mình đi á, hầu như là xe rất là đông nên mình không thể nào di chuyển bạo lực được, cứ đi đèn đèn vậy đó chứ không có gọi là đi bạo. Cũng may là trên quốc lộ 51 anh em thì cái đường dành cho xe máy tụi mình á thì nó rất là rộng, nên là mấy anh xe lớn chen vào đây á thì mình vẫn còn chỗ để chạy nếu là ok ha. Còn những cái quốc lộ 1A đó, cái đường xe máy chút tí à, mà mấy anh chen vào là mình không có chỗ mình đi luôn. Mấy hôm nay thời tiết trời mưa quá trời luôn em, nhưng mà may mắn sao cái ngày hôm nay, cái ngày mình bắt đầu đi á, thì trời nắng và rất là đẹp, trong xanh luôn. Mặc dù là đi trời nắng á, thì nó nóng thật, nhưng mà mình đi trời nắng như này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian mình rất là nhiều nè, tại vì đi mưa mình không đi thoải mái được, nhưng mình sợ ướt trang bị nè và cái tầm nhìn bị hạn chế, mình sẽ đi nó lúc nào mình phải cảnh giác hết. Đi buổi nắng trời nắng tuy đi nó nóng nhưng mà mình đi nó an toàn hơn rất nhiều so với đi trời mưa. Để xem mà mình tới nơi rồi đó, xem cảnh nó có đẹp hay không, mình sẽ quay cho anh em xem. Còn cửa Long Thành này. Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Thời điểm này đang là tháng hè đó anh em, nên là người dân đi du lịch ra khá là nhiều. Mình đi quốc lộ 51 mà đông y như hồi Tết vậy đó. Đây đây là thời điểm hè nên là mọi người nó đổ xô nhau đi du lịch nè. Mình cứ nghĩ là mấy hôm nay trời mưa nhiều quá, ít người lắm ai về đâu, là hai hôm nắng lại cái là ta kéo nhau đi quá trời. Thường sẽ kẹt ở những cái mấy cái chốt đèn đỏ như này anh em. Anh em sẽ thấy để ý nha. Đến những cái chốt đèn đỏ thì thường những anh em xe hơi sẽ đi vào đường trong xe máy mình khá là nhiều. Tại vì khi mà dừng đèn đỏ đó thì sẽ kẹt một đoạn đúng không? Thì nhiều tài xế rất là nôn nóng, cái tâm lý người Việt mình anh em. Tâm lý người Việt mình rất là nôn nóng, không có chịu chờ đợi đâu, cho nên đó là mấy anh em nó sẽ đi vào đường trong lên xe máy mình, chứ không phải là kẹt hay là này nọ đâu. Mà chẳng qua là dừng đèn đỏ hơi lâu nên là mấy anh em tưởng nó là kẹt xe hay gì đó, anh em mới chui vô trong. Rồi chưa xong thì nó cũng chẳng làm khá hơn bao nhiêu cả anh em ạ, tại vì xe máy nó bị ùn tắc lại á, nên xe máy anh em người ta sẽ chen chen nhau, cuối cùng sau nó cũng đi đến cái kẹt đó. Đó anh em thấy không, chưa qua khỏi còn đèn đỏ này rồi nè thì xe chạy rất là bình thường, chả gì hết. Vòng xoay này thì mình sẽ chết qua bên trái nha anh em nhé, chứ nếu mình đi thẳng luôn là sẽ là Vũng Tàu. Đây, Long Hải sẽ đi qua đây. Mình đi hướng về phải, bên đây là về Vũng Tàu, còn mình đi vào chết ở bên Long Hải. Thì đến đây thì cái mật độ mà nhà đó anh em thì nó đã thưa khá là nhiều rồi, nên là mình cảm nhận được cái hơi gió hơi lạnh của biển và cái kiểu sự mát mẻ của cái việc mà cây có nhiều đó anh em, của nhiều cây á. Đó anh em thấy những cái ngọn núi kia xanh ngước luôn. Giờ để xem còn 13 km nữa mà thì mình sẽ đến Long Hải nha anh em, mình sẽ đến giáp biển luôn. Nó có nguyên cái biển du lịch Long Hải luôn kìa. Trước
giờ không biết luôn anh em. Tại vì lần trước mình đi á là mình đi từ Bà Rịa, mình đi từ Bà Rịa mình đâm qua đi qua Long Hải, mình không có đi đường này. Mình đậu như là bị phạt đó chim. Sao vậy chim? Cái này cái len cho người ta đi bộ ngang nè. Đi bộ đó. Đu, đi ăn bún mắm miễn phí nè chim. Miễn phí mà đóng cửa, phải rồi đó. Vẹo đây, vẹo chim ơi, vẹo trái chim ơi. Co map cái. Vợ trái là đi vô quốc lộ đó cha nội. Đi theo cảm tính thôi chứ. À, vẹo trái cũng được. Cái này đi thẳng là vẹo trái tao ra chỗ cái chùa Đà gì đó mà bên biển. Ừ. Vậy ra đó uống cà phê luôn, qua đó có quán võng không mày? Không biết nữa. Ra đi. Kiếm quán võng nằm chứ mày. Hả? Ra thử rồi biết. Đây. Quay nãy giờ lấy giờ quên mình đã đến Long Hải rồi nha anh em. Bây giờ mình đang đi theo map rồi mình đi ra ven biển. Ra ven biển thì mình sẽ kiếm tìm quán võng nào đó, quán cà phê đó mình uống đi cà phê, nằm tí xíu ngã lưng. Hả? Cái đường ven nó có với lòng kinh đó gặp á, là cái đường ven biển hay không à, là nó chỗ này nè chú ven biển. Ven biển nắng thấy biển. Ừ, ven biển nắng thấy bà luôn. Làm gì có cây. Nắng chết. Mà tới khúc ven biển Bình Thuận thì cát không à? Ừ, hồi đợt nữa tao nghỉ ở đâu đây nè, khúc này nè. Đủ. Có quan trọng. Ngủ cái tới chiều luôn. Mẹ. Mẹ ở đây nè. Ở đây nè. Vô luôn không? Cái qua bên quan trọng luôn nè. Vô luôn không? Vô thì vô. Quốc luôn. Vô. Bên đây luôn đi, lỡ ngay đây rồi. Ui. Dạ chị ơi. À, mình có gì ăn vậy? À đây có cơm sườn em, cơm sườn con cá chiên, còn ăn lẩu thì ăn lẩu cá thôi. À cơm sườn. Lẩu cá đi. Lát rồi thì 100 ba người 300 mà bún luôn đó. Bún cơm mình. Sườn, còn cơm sườn là bao nhiêu? À, cơm sườn thì 40. Cơm sườn trứng. Dạ. Trứng thì 50, cơm sườn không thì 40. Ăn cơm sườn ha. Ừ, cơm sườn cũng được. Ăn cho chắc bộ chiều mình sẽ chưa. Sườn không thì được trứng em. Trứng không? Trứng. Em trứng không? Sườn không đây ha. Sườn không. Ta đang dị ứng. Dạ, dạ ba cơm sườn anh chị. Rồi, cơm xong rồi đi. Xong rồi nha anh em, bây giờ là 12:31, bây giờ mình sẽ xuất phát thẳng lên Mũi Né luôn. Phải công nhận những cái cung đường ở đây nó xanh ngước anh em, kiểu như nó là một cái khu rìa đó, nó không phải là ngay chân cái trung tâm để mà con người ta khai thác và phát triển kinh tế, mà là ở đây là một cái khu rìa, nó còn cây còn núi còn non rất là nhiều. Cảm giác đi những cái đoạn đường như này đó anh em, thật sự là kích thích. Đó anh em thấy là phía trước nè, đó là tới biển rồi đó. Đó thật là mát luôn anh em thấy không. Những bạn ở miền Tây á, các bạn mà chưa bao giờ đi xa, chưa bao giờ mà đi lên những cái tỉnh trên như này á, thì nếu thật sự nếu có điều kiện mà có cơ hội thì các bạn cứ trải nghiệm ha, không cần mà xe, không cần phải xe quá xịn, không cần phải tiền nhiều, không cần phải độ này độ kia cho xe mà mình mới đi được đâu, không chỉ cần một chiếc xe thôi, một xe bình thường thôi, một chiếc xe di chuyển đi lại hàng ngày của các bạn thôi, các bạn có thể đi được rồi. Giống như anh xe ôm Vlog ngày xưa đó, anh đi tour từ bằng chiếc xe rút từ ngày xưa đó.
đi tour đi phượt với một cái niềm đam mê, và bây giờ anh phải gây dựng lên một cái, những cái anh có thời điểm hiện tại, và anh đã cống hiến nhiều cho cộng đồng. Anh ấy hiểu được cái tâm lý của những em thích đi phượt, những em biker như thế nào, và anh ấy sáng lập nên những cái dự án về những chuyến đi cung cấp mồ đồ bảo hộ nè, độ này độ kia cho xe miễn phí hết cho anh em đó, rất là tuyệt vời. Thì những em nào mà có dự định mà đi phượt xin việc đó, thì mà anh em chưa có nhiều cái chi phí để mà đậu xe đó, thì anh em có thể xem kênh và theo dõi fanpage của anh Sơ Vlog á. Thì anh ấy có một cái dự án là vì những chuyến đi, thì anh ấy sẽ hỗ trợ cho anh em những cái đồ bảo hộ dụng cụ này kia cho xe để mà anh em có thể đi phượt được đó. Đèn nè, độ nè, đế điện thoại, rồi túi ba lô sách là anh hỗ trợ toàn bộ luôn. Nhưng mà có một cái điều kiện của anh Sơ Vlog đưa ra là anh em phải có một cái kế hoạch, một cái lịch trình rõ ràng để mà chứng minh với anh ấy rằng là mình thật sự đi vì đam mê của mình, chứ không phải là đi kiểu mình nửa mùa, đi bữa hay bữa xong thì mệt hay chán gì đó thì thế mình đi về, thì anh ấy sẽ không hỗ trợ cho cái vấn đề đó. Nên là những bạn nào thật sự đam mê có muốn đi phượt thì cứ tìm hiểu và xem kênh của anh Sơ Vlog nha, mình cũng hay xem kênh của anh lắm. Thì cái đồng hồ Coso Mini Vuông này nè là mình cũng qua bên anh Sơ Shop, anh Sơ Vlog đó lắp đó, họ quận 7 tao tò mà hơi đổ luôn, tao chung mày luôn. Ủa mày đừng xem cái mình lắp ngay rồi đó thôi. Đổ chung bên đây luôn anh. Đây luôn. Chùm lại đồ. Không có mưa nhưng chùm nắng. Rồi, lẹt vô, lẹt vô. Biển của nó làm sát trong luôn, nhìn không thấy, nên là khi mà đi ngang bốn người đó thì mới quay đầu lên nhìn thấy cái này nè. Cái tiếng ven biển này đó anh em, thì cái khúc Hồ Tràm á thì mình thấy được biển rất là đẹp, nhưng mà từ cái đoạn qua Hồ Tràm tí mà lên á thì cái đoạn này nó nằm ở phía bên trong rồi, mình không thấy được biển nữa, nhưng mà nó gió vẫn mát nha. Ghim trực tiếp mình sạc đây luôn, rất tiện. Bên đây thì nó cũng có sạc luôn, nhưng bên đây cục sạc lỏng lắm anh em, nó không xịn bằng lobu đâu, lobu nó có sạc nhanh. Anh em sẽ thấy nè, nó có chữ sạc nhanh nè, đó. Thôi, giờ đi. Những lúc mà mình cứ những đặc biệt những cái buổi nắng như này anh em, thì khi mà anh em đi á, kiểu như lúc những cái lúc mà mình mệt lắm rồi, cái cơ thể mình nó hơi say say nắng á, thì mình anh em tắp vào ha, lựa chỗ mát tắp vào, mình đứng xuống xe ha, mình vặn tới vặn lui chút xíu, hay là mình uống một ngụm nước gì đấy, ngồi xong nói 1-3 câu chuyện thôi, là khoảng 5 phút thôi anh em, và mình đi lại mình cảm giác là bừng tỉnh lại năng lượng liền anh em, năng lượng mình nó hồi phục mau thật. Này là hầm resort Pasanu, Pasanu.
đến Mũi Né rồi là anh em sẽ thấy dọc dọc cái resort luôn, cái cầu vượt để Ceiling City luôn, ghê vãi. À. Chim ơi, ở gì sợ hả chim? Thảo Ceiling City hay là Open Vista ta? Ceiling City ok đó chim. Thảo xong game một cái đi bữa sau đi về. Ở đúng là mà biển kẹp là tụi gì sọt nó mua hết trơn. Mà gì sọt dữ nữa. Ờ nói phòng á chị. Dạ. Em ở phòng 1 giường ha, phòng 2 giường. À, à, phòng 1 giường là một phòng bao nhiêu chị? Phòng qua, một giường. Qua đêm. À 400 luôn. 400 hả? À, mình đã tới khách sạn rồi nha anh em. Thì khách sạn này là khách sạn của Suối Tre, khách sạn mà lần chuyến tour trước mình đã ở rồi đó. Lần này mình sẽ ở đó luôn, khỏi mất công đi tìm. À, rồi vậy ha. À, video này của mình cũng dài rồi, thôi thì mình kết thúc tại đây nha. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trong video tiếp theo ha. Rồi bye bye anh em. Bây giờ nghỉ ngơi rồi. Nghỉ ngơi rồi mình kiếm chỗ mình ăn hải sản. Anh em, bây giờ mình đang ở bãi biển mà cái chỗ mà bên khách sạn mình thuê đó, nó có nguyên cái sân như này. Oh, you know.